Dạ em không thấy chị Hoa Kiển Trân Trân ơi, em không thấy, chắc là mình bị ẩn rồi. Cây này là hoa em sale nha, 145 hồng gân. Hoa em sale nha, 145 hồng gân. Đúng không chị Trân, Hoa Kiển Trân Trân ơi, chị chốt cây này đúng không? Nếu đúng thì xác nhận chữ ok lại giúp em, tại vì hồi nãy không biết chị có bị ẩn gì không. Mình chốt cây này đúng không? Nếu đúng rồi thì xác nhận giúp em một chữ ok. Rồi ok chị, em thì hồi hồi hồi, hồi sáng em có gọi chị á nên là có số rồi, chị khỏi cần lên số nha. Khoan. Lên cây vàng chứ. Đã lửa hả? Nhắn tin một dọc mà không được được. À, biết sao không? Nó đánh về với phần bản quyền á, có nghĩa là nó bị ẩn á. Rồi em xuống nha chị Trân Trân ơi. Cây này là hồng gân 145. Ủa, anh Duy chưa ngủ hả? Rồi cây đỏ lửa. Đỏ lửa với bộ đế này ha. Rồi, bộ đế này 180 em bao ship. 180. 180 cho bộ đế này. Và cái tàn đỏ lửa này. Em chốt cây này cho Tháp Đặng. 180 cây đỏ lửa. Tháp Đặng ơi, anh lên số giúp em và chụp màn hình lại giùm em nha. Tím ba màu. Tím ba màu, mình có tím ba màu không anh ơi? Có nha. Để cây tím ba màu ở dưới đất đi. Tím. Ừ. Đỏ lửa rồi, đỏ lửa là em còn cây này thôi. Tháp Đặng ơi, chụp màn hình lại chưa? Còn không? À còn một đỏ lửa nữa ha. Ừ đúng rồi, anh để ở dưới thứ tự ở dưới thì mình dễ nhớ hơn. Rồi em xuống nha. Dạ cây này là 180 bao ship. Rồi em xuống cây. Rồi lên cây vàng cho anh Hồng Phú. Anh Hồng Phú ơi, cây này không phải vàng mà là vàng đỏ. Nó hai màu, nó biết biết hơn một xíu. So với cái cây hồi nãy ha, cây này là red pizza đỏ đuôi tròn hả? Nói tầm bậy cái người ta coi người ta chửi chết luôn, em nói tầm bậy. Rồi cây này là đỏ và vàng đuôi cồn đuôi tròn. Nhưng mà cây nói nào ngay nha, em like thiệt tình, em cũng báo thiệt tình là cái gốc rễ này của nó hơi nứt một xíu nha, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự sống của cây đó. Thì cái cây này nó hai màu, quay cận cảnh nè đó, nó hơi nứt, nhưng mà ví dụ như trường hợp mình không thích á thì mình có thể về mình cắt, còn không á để như vậy nó vẫn sống bình thường, không ảnh hưởng gì, hoa lá cây cây màu gì nó vẫn lên bình thường nha. Quay cái màu rồi. Quay cây vàng. Em còn một cây đỏ lửa, còn một cây đỏ lửa mini. Rồi, cây này là hai màu ha. Cây này thì là hai hai màu nhưng mà nó bị như vậy rồi nên là 220 em bao ship. Tiểu Ấn Độ. Rồi, chuẩn bị lên tiểu Ấn Độ để kế bên. 220 em bao ship nha. Em chốt cây này cho rồng 64. Cây này hai màu. Cẩm thạch tím siêu bông hả? Cẩm thạch tím siêu bông hình như là còn còn một hai cây ở dưới á anh ơi. Ừ. Ừ, anh để sắp lớp đi cây mình dễ nhớ. Anh rồng ơi, chụp lại màn hình giùm em nhé. Cây ba màu sau lưng heo ú. Heo ú là mình là trước đúng không, mình tên trước đúng không? Cây ba màu, cây cây mã 63 là cái cây tím lửa 370 bao ship đó nha heo ú ơi. Rồi xuống cây này, xuống cây nha anh rồng ơi. Từ từ mọi người ơi, em lên từng màu nha. Em lên từng cây.
đỏ lửa em còn nha. Em lên cây này xong rồi tới đỏ lửa, cái cây thích của lang thang đem lại đây cho em, cái cây hồi nãy của thích lang thang á. À rồi rồi, rồi cái cây này nó đang có trắng hồng tím ba màu tuyết. À cái cây này nó có màu tím lửa nữa nha mọi người, ba màu lửa hả? À em bỏ sót một màu nữa, một màu trắng hồng cánh sen và màu hồng phớt tím lửa, bốn màu, cây tím lửa bốn màu đối với cái bộ đế như thế này nha mọi người. Chốt chị cây, ok chị, đợi em một xíu nha Thu Lan ơi, em lên cây này xong rồi em sẽ lên cho chị nha. Rồi cái cây này là nó bốn màu ha, cây này với cái bộ đế này là 280 em bao ship bốn màu nha mọi người, trong đó có màu tím lửa nữa, cái màu đang hot ở phía sau lưng em nè, cái này bốn màu, tím trắng hồng phớt và hồng hồng cánh sen. Anh chị em hết vàng rồi nha, em hết vàng rồi, dưa hấu vàng à. Rồi em chốt cây này cho Kevin Lê. Lên số anh ơi. Rồi lên lên cái cây này của Thích Lang Thang chưa? Lên, ừ để trên đó, để dưới đây em. Anh Kevin Lê ơi. Anh lên số giùm em với. Lên số giúp em với. Cây này là bốn màu ha. 280 em bao ship nha. Chốt anh cây số 3 được không? Rồi cây số 3 bỏ xuống. Rồi Kevin Lê ơi, chụp màn hình lại chưa? Giờ ok anh bố đơn thân, đợi anh em một xíu. Chốt cây thích lang thang cho chị đi. Rồi rồi đang ở phía sau nè anh Kevin Lê, em xuống cây nha, chụp màn hình chưa, em xuống cây nha anh ơi. Ủa hình như nãy em mới để, rồi xuống. Chị ơi em lên lại cái cây của anh Thích Lang Thang nè. Chị Ngọc Trâm ơi. Cành vàng lá ngọc. 350. Chụp lại màn hình giùm em đi chị Trâm ơi. Rồi. Chị Trâm ơi chụp màn hình lại giùm em. Cây này là cành vàng lá ngọc. Chụp màn hình để em xuống cây nha. À, lên giúp em cái cây số 3. Lên cây số 3 xong rồi tới đỏ lửa nha. Đây, để đây, để đây nè. Để đây. Rồi em xuống cây nha chị Trâm ơi. À, anh Tinh Quang hả? Rồi xuống cây này đi anh. Rồi cái cây số 3, cái cây hồi nãy của anh bố đơn thân hỏi nè. Đầu tiên mình coi cái gốc ha. Cây này là giá là 370 em bao ship nha. Bố đơn thân. Bố đơn thân, lên số chụp màn hình lại giùm em anh ơi. Chụp màn hình lại giùm em nha. Rồi em thấy số anh rồi, em thấy anh rồi, chụp màn hình lại. À, cây số 1 ha, đợi một xíu nha heo ú ơi. Rồi xuống cây nha anh bố anh lân thân ơi. Hình như nãy em chốt cây số 2 rồi. Minh Hư hả?
Minh Thư hồi nãy, cây số 2 là cây mới nha. Cây này nó lùn hơn cây hồi nãy. Rồi, lên giúp em cây đỏ lửa. Làm lẹ. Để cho anh chị nó chờ. Bây giờ em like chớp nhoáng nha mọi người. Tại vì có nhiều cây nãy giờ anh chị nói mà em chưa có làm kịp á. Rồi, cây đỏ lửa này là 170 em bao ship nha. Em chốt cây này cho anh Bảo nha, đúng không anh Bảo ơi? Đỏ lửa 170, anh chuẩn bị like lẹ giúp em nè. Rồi, lên số giúp em nha anh Bảo ơi. Rồi, lên giúp em cái cây cây số 1 đi. Rồi, em thấy số của anh rồi. Cây số 3 là cái màu tím lửa. Tím lửa siêu bông đó. Nhưng mà nó đang búp nha Cường Thịnh ơi. Nó đang búp. Mọi người ơi, em có nhiều yêu cầu nên là mình lên cây cái chụp màn hình lại giúp em nha. Cây nhiều màu còn không anh ơi? Anh Bảo ơi, em xuống cây cho mình được chưa? Em xuống cây cho anh nha. Rồi, xuống. À, khi mọi người chốt cây là nhớ nhớ chụp màn hình lại. Rồi, lên giúp em cái cây số 3. Chuẩn bị tiểu Ấn Độ lại một xíu. Rồi, lên tiểu Ấn Độ trước đi. Rồi, cái cây này nó đang có cao quá. Nó cao quá. Bỏ cây này xuống cho em đi. Rồi một xíu anh lên tiểu Ấn Độ lại. Quay lại cận mặt bông giúp em. Cây này là một màu tím. Hình như là tím cajeta gì phải. Các bạn. Rồi, cây này với cái bộ đế này ha. Cây này là 330 em bao ship. 330 bao ship cây này. Rồi Tiền Lê chốt. Mình chốt cây này đúng không Tiền Lê ơi? Chốt số 3 hả? Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em nha. Chốt ta trên cái bàn xoay cái màn hình chính trước. Mình hãy khoan hả, chốt những cây phía sau lưng em. Để cho nó đỡ rối á. Em lên cây nào là mình chốt cây đó. Rồi cây này là 330 em bao ship nha. 330. Em tính bình luận sao quyền cho 10. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em. 330 bao ship cho cái cây màu tím này ha. Đế bonsai nè. Tím lá vàng. Tím lá vàng. Rồi. Xuống cây. Lên tiểu Ấn Độ. 190 bao ship. Khang Phúc ơi, mình chốt cái cây hồi nãy đúng không? Đúng không anh? Tại vì em vừa mới xuống. Đúng thì xác nhận giúp em chữ ok. Rồi anh Khang Phúc ơi, 330, chụp màn hình lại giùm em và lên số nha anh ơi. Rồi em thấy số anh luôn rồi. Anh khoan ta, em hết pin rồi. Rồi ok, chụp màn hình lại nha anh Khang Phúc ơi. Để em từ từ. Từ từ anh. Rồi để em ghi tên anh đã. Rồi xuống cây. Rồi tiểu Ấn Độ 190 bao ship. 190 bao ship nha. Liên Lê chốt 190. Ok, cảm ơn anh Nghĩa. Chị Liên Lê ơi. Chị Liên ơi, mình chốt cây này đúng không? Xác nhận giúp em. Cây tiểu Ấn Độ 190 ha chị ha. Rồi lên số giúp em đi chị Liên ơi. Lên cây số 3 để ở đây cho em. Rồi chụp màn hình lại và lên số giúp em nha chị Liên. Rồi chị Minh Thư là chưa chụp cây hồng phấn. Minh Thư, cây hồng phấn hả? Đợi em một xíu nha. Để em lấy cây. Cây bà la cành chứ không phải là cẩm thạch bà la cành á anh. Cẩm thạch bà la cành nha. Đợi em xíu em lên lại cái cây cho mình chụp nha chị Thư ơi. Chị chốt. Chị chốt số 3. Vậy là tiểu độ không phải. Xuống. Xuống. Mọi người đợi em cho em 10 giây cho chị Minh Thư chị chụp màn hình cái đi rồi mình tiếp tục ha. Cũng như đồng thời cho em uống miếng nước. Mọi người chốt là mọi người chốt trực tiếp trên cái bàn xoay của em để cho đỡ rối nha.
Chị Hương ơi, chụp màn hình lại giùm em chưa? Mỗi cây nó có bộ đế khác nhau nha chị ơi. Không, cây này nó to hơn. Cái đế thì nó giống nhau nhưng mà nó kỳ cao hơn một xíu. Dạ, cái này là hồi nãy là, để em coi lại, 350 bao ship nha chị ơi. Dạ, cái hồi này á, cái màu của nó màu hồng cam, màu hồng hơi cam cam ha. Cái này đúng là nhìn là nó sẽ hơi hồng phấn á. Cái màu này ở ngoài nó cũng giống như cái màu trên like luôn, nó không giống như màu đỏ. Nó màu ở ngoài nó tương xứng tầm khoảng 95%. Nó giống giống như vậy nè. Rồi xuống cây. Đúng rồi, em hết ngáp rồi đó. Trời, anh Vũ Nguyên này là ảnh, chắc ảnh theo dõi em nè. Dạ Sakura còn không anh ơi? Sakura em còn cây nhỏ. Rồi, cây cây này là cây tím lửa mà nó đang búp ơi là búp. Tím lửa mà búp ha mọi người. Rồi, cây này là 350 em bao ship nha. 350 cho cái bộ đế này. Cây nó lùng lực. Anh chị mình ưng cây này thì nhắn giúp em chữ chốt nha. Rồi em chốt cây này cho rồng 64. 350 bao ship anh ơi. Tím lửa nha anh. Rồi chụp lại màn hình giùm em nha anh rồng ơi. Chụp lại màn hình giùm em. Chụp xong rồi thì xác nhận giúp em là ok để em xuống cây nha. Chụp màn hình nha anh ơi. Rồi, Sakura. Sakura, Sakura. Đợi em một xíu đi lấy cây. Trong thời gian chờ đợi, em sẽ lên cái cây cẩm thạch tím. Dành một phút cho cái cây này. Thời gian chờ đợi. Sakura có chưa? Sakura em còn cây nhỏ nha, chứ không còn cây lớn nha Lợi Phan ơi. Rồi, cây này là cây cẩm thạch tím 180 em bao ship. Thôi 170 thôi, sale mọi người nhé. Cẩm thạch tím 170. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em cẩm thạch tím. Đây, tàn nó nha. Rồi em chốt cây này cho A515. A515. Cẩm thạch tím 170. Lên số giúp em và chụp lại màn hình. Đầu tiên mình chụp màn hình trước đi. Và lên số giúp em nha. Rồi em thấy số rồi. Chụp lại màn hình giùm em cái. Rồi em xuống cây nha. A515. Cây số 2. Từ từ. Cây số 2. Hai cây sau bao nhiêu? Cây số 2. Cây số 2 là 3 370 em bao ship nha. Thôi 350 thôi. Còn cây số 3 nó cũng đồng giá luôn. Rồi xuống cây. Có bonsai mini không? Dạ không. Sakura em like chớp nhoáng. Đồng giá. Hôm nay em sale 150 bao ship. 150 bao ship cho Sakura này. Sakura này thì mình dùng để trồng hàng rào, leo cổng ha. Hồi nãy có một bạn hỏi em Sakura. Rồi em chốt cây này cho anh Khánh Hưng ha. Anh chị ơi, cái dòng Sakura đi đường dễ rụng bông lắm. Mình về á, nó sẽ xấu nha. Nó không có được nhiều tàn, nhiều nhánh như trên like đâu. Em cũng nói trước để mình đỡ buồn á. Rồi, anh Khánh Hưng lên số. Rồi, em thấy anh Khánh Hưng. Rồi, cây sao. Từ từ, xem cây sao đi. Chuẩn bị lên giúp em cây sao anh ơi. Lên cái cây số số 2, số 3 đó. Còn cẩm thạch tím không? Còn cẩm thạch tím, chuẩn bị lên cẩm thạch tím. Rồi em xuống cây nhanh Khánh Hưng ơi. Trong thời gian chờ đợi cẩm thạch tím, em lên phía sau em cây số 2, số 3. Anh nhà buồn ngủ rồi. Dạ em không có cây nguyệt quế nha. Rồi xuống cây. Đầu tiên là em sẽ lên cái cây hồi nãy anh chị nói là cái cây số 2 ha. 350 bao ship. Bà la cành. Cẩm thạch bà la cành ha. Rồi anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. Nhắn chữ chốt. Rồi em chốt cây này. Em chốt cây này cho anh Barbie. Barbie ơi, mình lên số giúp em nè. Và chụp lại màn hình giùm em nha. Anh chị mình trong like của em thì khi lên cây nhớ chụp lại màn hình.
Barbie. Lên số anh Barbie ơi, 350 bao ship Cẩm Thạch và La Cành. Trời ơi, hôm nay không có ngáp luôn á. Hôm qua gục lên gục xuống. Rồi, em thấy số của anh Barbie rồi. Duy Khánh ơi, thông cảm giúp em. Tại vì em có một cây giống như vậy à, mà Barbie lỡ chốt trước rồi. Còn bò La Cành không anh ơi? Rồi xuống cây. Em xuống cây nha Barbie ơi, mình chụp màn hình rồi là đúng không? Cái cây số 2, cái số 2 đâu rồi? À. Rồi. Bán hàng quên ngủ. Ngũ sắc màu đậm, em không có ngũ sắc nha. Khoan, cho em xin 30 giây, em quảng cáo cái cây tím lửa này nó có đột biến nha. Nó vừa tím lửa, không đỏ lửa. Đỏ lửa mà sao nó ngộ nha. Nó có cái nhánh đột biến, quay cái nhánh đột biến lại giúp em. Cái đột biến này đột biến cặp thạch đỏ. Là nó không phải tranh tranh chiếc là từ từ góc nó ra biến không? Ừ. Có nghĩa là nó không phải là cái màu này, nó không phải là từ cái nhánh ghép mà là tự nó bóng xà bông, nó bán xà bông. Nó bán xà bông nha mọi người. Cây này bán xà bông. Trời ông bê cây không kịp luôn. À, em cái cây này đỏ lửa bán xà bông 180 bao ship bán xà bông. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. Cây đỏ lửa bán xà bông bóng xà bông. Rồi đỏ lửa. Em chốt cây này cho A515. Rồi. A515 chụp lại màn hình giùm em. 180. Cái này A515 trước trốn trước rồi nên thông cảm giùm em nha. Rồi ngày mai là em gọi anh chị là hơi lâu một xíu là do lượng đơn hôm nay em hơi nhiều. Rồi, em còn cẩm hạch tím mà cái này là em hết màu vàng rồi anh hả? Màu vàng hết rồi. Có dưa hấu vàng vàng thôi mọi người ơi. Chuẩn bị lên giúp em mấy cây dưa hấu đi anh, nãy giờ mình chưa lên dưa hấu đó. Cái cây này nó đặc biệt một xíu ha, vừa cẩm thạch bờ la cành, vừa cẩm thạch tím luôn. Với cái góc như thế này, nó có hai màu. Rồi em quay cận mặt bông và em đọc giá nha. Hôm nay cái miệng nói không ngừng nghỉ. Nó có hai màu, cẩm thạch tím và cẩm thạch bờ la cành. Cây số 1 là cái cây Red Pizza. Từ từ nha, chốt trên live trực tiếp đi rồi mình hãy lên cây phía sau để cho đỡ rối. Rồi cây này là cái cây này là hai cây hai màu. Cây này là 230 em bao ship. Dạ, đặt tên vậy nó có người mua. Rồi để đúng rồi, lặn xuống vậy mới thấy được cái bộ gốc của nó. Em chốt cây này cho Tuyết Vân, đúng không anh? Tuyết Vân ơi, cây này là hai thôi em sale ha, 220 cho chị thôi. Tuyết Vân, chị lên số giúp em đi chị Tuyết Vân ơi. Tuyết Vân ơi lên số giúp em nha. Lao giúp em mấy cái này ha. Lên số giúp em chị Tuyết Vân ơi. Rồi, chụp màn hình lại luôn chị ơi. Chụp màn hình lại giùm em luôn nha. Dạ, tính trên màn hình chủ like nha anh chị. Chính tính trên màn hình chủ like là em thấy chị Tuyết Vân. Nên là thông cảm. Tại vì em tính trên màn hình chủ like là điện thoại của em á. Rồi em thấy chị Tuyết Vân rồi. Từ từ mọi người, em sẽ lên phía sau của em, nhưng mà em lên một cái bàn xoay, em lên một cây thôi để cho đỡ ấy á, đỡ lộn. Rồi, xuống cây nha chị Tuyết Vân. Rồi ok. Lên cái cây số 1 và số 2. Số 1 trước và số 2 sau nha. Đoàn Thiện, em chuẩn bị lên cây số 1 là cây Red Pizza. Red Pizza với bộ đế như thế này nha anh chị. Red Pizza này với bộ đế này là thôi. Cây này em để mọi người là cây này là 370 bao ship nha. 370. Tại thông cảm giúp em cái dòng này nó khó bông hơn là mấy cái dòng khác. 370 bao ship nha. 370. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. 370 chứ khó bộ đế. Nó cong như thế này. Nó có hình, cái này là hình con rắn, hình chữ S ha.
cái bộ đế của nó nè, nó sẽ cong từ bên đây đánh vòng lên, xong rồi như cái lượng vậy đó. Rồi 370, anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. Cây Red Pizza, cây này thì nó đang ra bông ra tàn ha, đang búp. Rồi xuống cây. Số 2 là cẩm thạch và la cành. Cẩm thạch và la cành nha mọi người. Rồi cây này là 350 em bao ship. 350 em bao ship cây này. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. 350 cẩm thạch và la cành. Cẩm thạch và la cành. Hình như em có bị gì không anh ơi? Bình thường à? Rồi bình thường đúng không? Tại vì em thấy cái đông quá mà không thấy tương tác. Rồi cây này là 350 cẩm thạch và la cành. Cây này cũng là đế bonsai luôn nha mọi người. Đế bonsai luôn. Nó cũng có cái dáng uốn lượn. 350 em bao ship. Anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em ha. Rồi sao tự nhiên mất tương tác vậy ta? Không biết là có bị gì không? Rồi em chốt cây này cho anh Kevin Lê. Kevin Lê. Rồi 350 nha anh ơi, cẩm thạch và la cành. Em thấy hơn 80 người mà không thấy ai tương tác nên là em cũng thấy nó là lạ. Có hoa nào dễ làm bông không em? Thường tím lửa, hả? Tím tiết chứ. Rồi anh Kevin ơi, chụp lại màn hình giùm em với. Sáu màu em hết rồi. Sáu màu em hết rồi nha anh ơi. Chụp màn hình chưa? Dạ đúng rồi. Nói chung là em... Rồi ok, em xuống. Cảm ơn anh... Anh gì đã nhận xét em ta? Anh Vũ Nguyên. Rồi cái cây này nó đang là màu dưa hấu vàng, dưa hấu đỏ, dưa hấu hồng và tím pháp. Cây này nó đang bốn màu, quay cận mặt bông giúp em. Khuyến mãi thêm màu tím pháp nha. Đầu tiên nó sẽ là dưa hấu vàng. Ai thích dưa hấu vàng? Ây da, dưa hấu đỏ. Chụp lại mấy cái banh đi. Rồi dưa hấu đỏ. Rồi hồng. Khuyến mãi đi màu tím pháp. Nói chung cái này là vàng, đỏ, tím, hồng, bốn màu. Rồi cái này em sale ha. Cái này em sale. Em sale 320 bao ship thôi. Cây đỏ phía sau bao nhiêu tiền? Dạ cây đỏ phía sau là không phải là cây đỏ mà là đỏ ba màu, Red Pizza trắng với màu màu gì đó anh? Màu hồng. Màu tím hả? Dạ cây đó là 350 em bao ship nha. Em chốt cây này cho 84 bố đơn thân. Chụp lên màn hình giùm em anh bố ơi. Cây này bốn màu nha. Anh bố đơn thân. Bốn cây này bốn màu ha. Hồi nãy em nói cây này nhiêu quên mất tiêu rồi. Anh bố đơn thân ơi. Anh chụp rồi hả? Rồi ok anh. Gặp đơn anh. Thôi được rồi. Em tua lại được mà. Chụp trước khi em nói. Tiếng bướm em hết rồi. Xuống. Tiếng bướm em hết rồi. Trắng mã lai có không?